Hello, xin chào chị Dung. Hello em, chào anh Cơ Quá, chào cô chú anh chị đang theo dõi. Buổi tối nghe Chúng ta thấy một cái clip lan truyền trên TikTok cái việc mà các cháu người ta thổi lửa ở phố đi bộ đấy, đúng không ạ? Thì có rất rất nhiều người dân đã bao che, đã chặn cái lực lượng thi hành công vụ lại để cho các cái cháu nó bỏ chạy và có một cái đối tượng nó ở ngoài nó chờ. Thế thì lực lượng chức năng người ta đang nghi ngờ là có những đối tượng xấu người ta lừa gạt, người ta chăn dắt các cháu để kiếm tiền. Thế nhưng mà ở đây ấy, là chúng ta không có phê phán, thế nhưng theo quan điểm của em nghĩ đó, là cái lòng tốt của đại đa số người dân ở đó đặt không đúng chỗ. Để chúng ta phải đặt một câu hỏi là thứ nhất là nếu như cái vụ việc đó các cháu thổi lửa đó là các cháu đã đủ tuổi để lao động hay chưa, đúng không ạ? Và cái việc đó là do cái đơn vị nào đứng ra tổ chức. Nếu như các cháu mà bị thương thì đơn vị nào chịu trách nhiệm, hoặc lỡ may nó xảy ra cháy nổ thì lúc đó các anh có phải đổ cho nhà nước không? Ví dụ không may các cháu nó bị thương trong quá trình thực hiện cái việc thổi lửa đó, hoặc là nó làm cháy nổ ở khu vực đó, thì có phải là các anh sẽ đổ lỗi cho chính quyền, đổ lỗi cho cơ quan quản lý nhà nước và quản lý không tốt sao lại để các cháu thế này thế kia, đúng không ạ? Cái này là chúng ta thấy rất là rõ. Thế nhưng khi cơ quan chức năng người ta muốn làm rõ xem các cháu có bị lợi dụng không, chăn dắt không, thì các anh lại chặn lại. Các anh cho rằng cái hành động đó là đúng. Đấy, thế nhưng mà sau khi mà các anh công an đó anh nói lên cái ý suy nghĩ của anh, thì nhiều người, em xem qua clip em thấy nhiều người đã cúi mặt xấu hổ với cái hành động của mình. Đó là gì? Đó là lòng tốt của mình đặt không đúng nơi đúng chỗ. Bởi sao? Bởi vì pháp luật Việt Nam quy định rất rõ ràng, đối với các cháu nhỏ như vậy thì chế tài của pháp luật như thế nào vẫn là mang tính chất giáo dục thuyết phục là chính, chứ không phải là 5 tuổi cũng bị còng tay ở bên Mỹ đâu. 5 tuổi bị còng tay ở bên Mỹ thì là đúng hiến pháp và pháp luật và luật quốc tế. Thế nhưng 5 tuổi ở Việt Nam mà còng tay thì ngay lập tức nó sẽ có rất nhiều các cơ quan tổ chức lên tiếng, không cần phải nước ngoài. Ở Việt Nam mình thôi, nếu như cái sự việc đó xảy ra, chắc chắn Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, thậm chí Quốc hội, lãnh đạo Đảng nhà nước sẽ có những cái chỉ đạo ngay lập tức, và thậm chí là những cái anh làm nó sẽ bị xử lý. Bởi vì các em là đang các cháu đang còn nhỏ được hưởng các cái quyền trẻ em theo theo công ước quốc tế về, về về trẻ em đó, và pháp luật Việt Nam không cho phép thực hiện hành động đó. Thế nhưng mà Mỹ sao ạ? Thì nó bảo là Mỹ đâu có tham gia cái công ước về quyền trẻ em đâu, thế nên 5 tuổi nó cũng còng tay bình thường, và nó cho rằng việc đó là đúng, là hợp lý, hợp pháp. Đấy thì chúng ta thấy rất là rõ thôi, đúng không ạ? Cùng một vụ việc, cùng một cách xử lý, thế nhưng đối với một quốc gia như Mỹ thì người ta cho rằng là được, là phù hợp với hiến pháp, phù hợp với pháp luật Mỹ và luật quốc tế. Thế nhưng ở Việt Nam thì nó ngay lập tức nó sẽ vu vạ cho chính quyền, cho cơ quan chức năng, cho lực lượng thi hành công vụ là đối xử với trẻ em thế này thế nọ. Thì chúng ta thấy nó có vô lý không? Quá vô lý. Thế nhưng tại sao vẫn có người ủng hộ, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta cũng phải cần có chia sẻ tại sao lại có cái đó vậy, nguyên nhân xuất phát từ đâu, có phải là cái việc là nhận thức của một số người đó là còn hạn chế không, chưa hiểu biết về mặt pháp luật không, hay là vội vàng, đúng không ạ, hay là đặt cái tình cảm của mình không đúng chỗ, hay là bị lợi dụng, hay là mang cái tư tưởng là gì, phải là các tiêu chuẩn của các nước phương Tây nó mới là chuẩn, nó mới là hợp lý. Thì cái đó cũng cũng là một cái vấn đề mà theo em nghĩ là chia sẻ thì cũng nhiều, thế nhưng mà để hiểu hết thì nó cũng cả một vấn đề. Đó là cái góc độ mà cái vấn đề về thứ nhất, về cái vấn đề mà chúng ta chia sẻ. Cái góc độ thứ hai mà em chia sẻ đó là cái vấn đề bài trung. bài Về thực ra trung mà nói về cái vấn đề này thì em chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Ở đây em chỉ đặt ra một cái câu hỏi thôi, đó là Mỹ và các nước phương Tây đó, người ta đã bài được trung chưa đã? Người ta giàu mạnh cỡ đó, người ta hùng mạnh cỡ đó, cái gì cũng có, văn minh, tiên tiến, hiện đại, người ta đã bài được trung chưa? Đúng không ạ? Người ta đã bài chưa? Chưa thể rồi. bài được. Trong khi người ta là ở xa tít mồ tắp, người ta không phải là sông liền sông, núi liền núi, chung đường biên giới quốc gia như Việt Nam chúng ta. Thế người ta đã bài được chưa? Giống như Mỹ bây giờ, người ta gọi các nước, kêu gọi các nước phương Tây là bài Nga. Thế nhưng người ta lại đi một vòng, người ta nhập khẩu dầu từ Nga qua các cái nước khác về Trung Quốc hoặc các nước khác đó, lại về Mỹ lại xuất lại cho các nước với giá
cao gấp 3 4 5 lần, đúng không ạ? Thế bây giờ cái phương tiện truyền thông thì nó nhan nhản thôi. Bây giờ nó tụt hết quần của mấy ông, cái bộ mặt của mấy ông phương Tây ra rồi, của ông Mỹ ra rồi. Thế còn cái gì nữa đâu? Có cái gì mà chúng ta không ấy đâu? Dĩ nhiên là có những vấn đề chúng ta không thể hiểu hết được, không nắm bắt hết được. Thế nhưng trước mắt nó hiện lù lù đấy. Tại sao các anh vẫn còn có những hành động cho rằng chúng ta phải bài, đúng không ạ? Thế thì Ukraine có phải là bài Nga không? Rồi các nước ví dụ như là Iraq này, đúng không ạ? Đã có cái tư tưởng là gì? Đó là bài cái đồng đô la Mỹ không? Petro đô la không? Rồi Syria cũng vậy. Các anh có quyền lựa chọn, thì dĩ nhiên các quốc gia khác người ta có quyền lựa chọn. Đó nó mới là tự do. Đấy. Và tự do của mình không có nghĩa là mình vi phạm vào cái quyền tự do của người khác. Anh tự do anh phát ngôn, nhưng không đồng nghĩa với việc là anh lên anh xúc phạm danh dự nhân phẩm người ta. Anh vu khống cái việc không có thật. Đó nó mới gọi là tự do. Các anh có quyền lựa chọn con đường chính trị của mình. Thì ngược lại Việt Nam người ta cũng có quyền lựa chọn, đúng không ạ? Ngay là một số thành phần nó bảo là người dân Việt Nam phải cảm ơn chúng nó, vì nhờ chúng nó đi ra các nước phương Tây thì chúng nó mới mang được cái văn minh tiến bộ về. Nó mang cái gì về? Và nó lấy Việt Nam ta và Triều Tiên ra so sánh. Xin thưa, cái quan hệ đối ngoại mở rộng hay không mở rộng, đúng không ạ? Mở rộng quan hệ hợp tác hay mở cửa quan hệ quốc tế hay không? Là do chính phủ, do nhà nước, chứ không phải do mấy anh ba que xỏ lá được. Các anh không có tác động gì được đến cái vấn đề mà con đường đối ngoại của Việt Nam đâu. Các anh lại hiểu nhầm cái vị trí vai trò. Các anh tự đặt mình ở vị trí quá lớn. Các anh là con ghẻ của các nước phương Tây, còn thậm chí là không bằng nữa, đúng không ạ? Mà các anh cho rằng là nhờ các anh Việt Nam mới được như thế này. Các anh đóng góp gì cho Việt Nam? Các anh mang được cái gì về cho Việt Nam? Hay là một số thành phần nó cho rằng là dĩ nhiên là cái vấn đề các cái gia đình người ta đi làm ăn học tập, sau đó người ta định cư lại, người ta ngoài cái vấn đề mà chúng ta không nói đến vấn đề đầu tư, mà chúng ta chỉ nói đến cái vấn đề mà kiều hối mà gọi là gửi cho người thân thôi, thì các anh cho rằng là cái vấn đề đó là gửi về cho cộng sản. Các ông cung cấp cho tôi cái hóa đơn nào các ông gửi tiền về cho đảng cộng sản cái, đúng không ạ? Các ông gửi về là gửi cho okay. Gia tộc à, các anh gửi về cho gia tộc của các anh, cho dòng họ nhà các anh, chứ không phải là gửi cho đảng, không phải gửi cho nhà nước, mà không phải gửi cho bất kỳ một cá nhân nào. Tôi có thấy cái cá nhân nào hay tổ chức nào các anh gửi tiền cho tôi đâu, đúng không ạ? Mà trong khi đó là các anh gửi về cho họ hàng các anh, chứ người dưng nước lã hàng xóm anh riêng anh có gửi đâu mà anh bảo là anh về anh làm giàu cho Việt Nam, anh làm giàu cho gia đình các anh thì có, cái đó thì nó phù hợp. Chứ các anh lại cho rằng vấn đề này vấn đề kia là các anh cho rằng là như thế, mà trong khi đó là cái vấn đề bài Trung thì em nói rất là nhiều lần rồi. Trung Quốc đến Mỹ bây giờ còn chưa bài được. Trung Quốc vừa là cái công xưởng của thế giới, anh sử dụng các cái biện pháp, các nước mà lớn với nhau các anh sử dụng các biện pháp để nhằm các anh là gì, hạn chế nhau, ví dụ như đánh thuế chẳng hạn, thì em còn nghe được. Chứ còn nếu như các anh mà cái vấn đề hạn chế ở đây là gì, để kìm hãm sự phát triển của một quốc gia, chứ còn các anh bảo các anh bài Trung thì xin thưa, trên thế giới này em nghĩ là chả có quốc gia nào bài được cả. Ít nhiều gì các anh cũng đều phải có sự giao thương với nhau, về không cái này thì về cái khác. Với hai nữa là gì, em có nói rồi, thêm một người bạn bốp một kẻ thù. Mà thị trường bây giờ là thị trường lớn, ngoài cái vấn đề chúng ta quan hệ buôn bán với Trung Quốc thì chúng ta cũng quan hệ buôn bán với tất cả các quốc gia khác, đúng không ạ? Ví dụ như là các nước phương Tây, ví dụ đơn giản các anh phụ thuộc hoàn toàn gần như 40% là về cái năng lượng của Nga. Thế thì khi Nga người ta chỉ cần người ta chặn thôi là các anh há hốc mồm ra rồi. Có bao nhiêu, có 77 đô à hay bao nhiêu nhỉ, một lít xăng, mà các anh đã nhảy lên như kiểu là các anh bỏng nước sôi rồi, trong khi quốc gia của anh giàu nứt đổ vách ra, lúc nào các anh cũng bảo là GDP hàng năm là bao nhiêu nghìn tỷ đô la, rồi là thu nhập bình quân đầu người bao nhiêu triệu đô la. Thế mà người ta mới có tăng tí giá xăng, các anh đã nhảy lên như kiểu là các anh nhúng cái ấy vào nước sôi, các anh chửi rủa của người ta, đúng không? Mà trong khi đó quốc gia của anh thì cấm vận người ta. Chúng ta thấy rất rõ, các quốc gia đó nó cấm vận, nó không cho Nga xuất khẩu dầu khí đốt các thứ sang. Thế nhưng mà khi tăng thì nó lại đổ lỗi cho Nga.
À, chúng ta thấy rất là rõ đó là cái các cái câu từ nó rất là mỹ miều, nghĩa là từ xưa đến nay rồi. À, các cái nước này người ta sử dụng các cái chiến thuật đó là nó đi vào tâm lý, nó nói những câu từ nghe nó rất là mỹ miều, nó rất là hay. Đấy, thế nhưng mà có phải là các anh không nhận thức được không? Nhận thức được chứ, các anh theo dõi như này các anh biết được chứ. Việt Nam chúng ta đâu có phải là có tự do ngôn luận hay không có tự do ngôn luận thì mọi người đều biết rồi. Ngày ngày ra giả các anh lên Facebook, YouTube rồi các nền tảng mạng xã hội khác ở Việt Nam đều có hết. Thế nhưng mà ở Mỹ nó cấm mẹ TikTok, nó bảo là cái này liên quan đến quốc gia nó cấm. Thế nhưng Việt Nam chúng ta cấm, nó bảo không có tự do Internet, không có tự do ngôn luận, không cho người dân được lên mạng xã hội bày tỏ quan điểm này kia. Nên chúng ta thấy rất là lạ lùng. Thế em đã từng hỏi là bây giờ rồi ok, ví dụ như các anh là theo phe dân chủ đúng không? Thì dĩ nhiên các anh phải ủng hộ đảng dân chủ và các anh sẽ lên án đảng Cộng hòa. Đấy. Thế thì bây giờ các anh giỏi, các anh lên lên trên mạng đấy, ngày ngày các anh ra rải, các anh đòi lật đổ đảng Cộng hòa đấy, xóa bỏ mẹ đảng Cộng hòa đấy, để đảng dân chủ nắm quyền đấy, xem nó có làm thịt các anh không? Trong khi ở Việt Nam thì không ra rả rả lên, không đòi lật đổ này lật đổ kia, cái đó các anh cho rằng là tự do ngôn luận đấy, kể cả như ông Mỹ ông cũng bảo đấy là tự do ngôn luận. Thế bây giờ các ông đảng dân chủ ông bảo ông xóa bỏ đảng Cộng hòa đi, xem nó có nhai xương không không? Chúng ta thấy rất là rõ, đó là những cái tiêu chuẩn mà không phải là không thấy đâu đấy. Trong khi Mỹ này, các nước phương Tây vẫn làm ăn với Trung Quốc đều kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu có thứ là cao chót vót, nhưng mà nó vẫn bảo Việt Nam chúng ta là phải tách đấy, đừng có làm ăn với Trung Quốc. Thế không làm ăn Trung Quốc làm ăn với ai? Xuất được con tôm sang Mỹ thì mấy mày kêu gào như là cái lũ mà gọi là dậm dực tháng 7 ấy, đúng không? Đêm đêm mà Rồi. ngó lên trời hú ấy. Nào được kêu gọi phải tẩy chay đấy. Rồi là Mỹ người ta cũng đâu phải là vừa đâu, chúng ta theo dõi chúng ta biết con cá bà xà hay cá tra cái thứ cũng vậy, con tôm sang cũng vậy, nó ưng thì không sao, không ưng thì nó rút thẻ vàng thẻ đỏ các thể loại rồi đánh thuế, đâu phải mà dễ dàng. Đó là chưa kể là gì, nó ưng thì nó đưa ra cái tiêu chuẩn này, không ưng ngày mai nó đưa ra tiêu chuẩn khác, thế là hàng chúng ta đưa sang nó bảo à cái này không đáp ứng tiêu chuẩn rồi phải trả về. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ, chưa kể là cái chi phí vận chuyển rồi các cái vấn đề khác nữa, kèm theo. Thế bây giờ chúng ta làm ăn bất kể ai cũng vậy thôi, người ta làm ăn thì người ta một đầu tiên người ta phải đặt các cái tiêu chí hàng đầu, đó là phải có lãi, lãi càng nhiều càng tốt đúng không ạ? Thứ hai nữa là muốn lãi nhiều thì thứ hai đó là gì, các cái loại chi phí khác từ nhân công vật liệu rồi vân vân cả rồi vận chuyển là nó phải rẻ thì đâu có lãi nhiều. Đấy, thế thì tại sao chúng ta có những cái điều kiện thuận lợi thì chúng ta không áp dụng? Thế không lẽ những nhà người ta làm ăn kinh tế người ta ngu hơn cả mấy thằng ăn bám ở Mỹ à, đúng không ạ? Người ta có ngu hơn không? Người ta ngu hơn mà người ta làm được các doanh nhân, còn mấy thằng giỏi hơn thì suốt ngày ăn bám nhau xã hội Mỹ rồi bắt đầu lên mạng đi dạy người khác làm kinh tế. Ông Bill Gates cũng không giỏi sao ông đứng đầu, đứng top đầu thế giới đúng không ạ? Người ta cũng phải nhập các cái vấn đề ví dụ chip chip nó cũng phải từ Trung Quốc, hay là chất bán dẫn hay là đất hiếm cái thứ như vậy, đâu phải quốc gia nào cũng có, thì Đúng. bắt buộc người ta phải nhập đúng không ạ? Ta nhập về người ta làm. Thế bây giờ ví dụ như ở đất hiếm ở Nga chẳng hạn, nó bán 1 đô thôi, nhưng Trung Quốc nó bán có 0,5 đô, tính cả vận chuyển về nó mới là 0,6 đô ví dụ vậy, thì chắc chắn nó phải nhập Trung Quốc chứ, ngu gì nó nhập Nga. Các nhà kinh doanh không lẽ người ta không hoạch định được cái vấn đề đó đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta thấy rất là rõ là mục đích của những cái thành phần này đó là bao nhiêu năm nay rồi, nó muốn là muốn Việt Nam chúng ta là không chơi được với ai cả, có nghĩa là đụng đến ai cũng có kẻ thù đấy. Thế nên là để nó muốn Việt Nam là gì, suốt ngày là bị nghèo nàn lạc hậu, suốt ngày là đánh đấm đúng không ạ, suốt ngày là bom đạn, suốt ngày là các cái sinh mạng của người dân Việt Nam chúng ta phải đổ xuống để phục vụ cái bản chất xấu xa khốn nạn của những thành phần đó. Mồm thì lúc nào nó cũng kêu gọi cho người dân Việt Nam, mà trong khi người dân gốc Việt ở Mỹ đó bị cướp giết hiếp có không? Có, bọn nó bao giờ nó ra đấu tranh chưa? Chưa thấy. Đấy, kênh truyền thông này kênh truyền thông nọ triệu view 2 triệu view, có đứa nào nó lên nó phân tích không? Ví dụ cái vụ biểu tình ở Pháp đi, nếu như xảy ra ở Việt Nam đi, nó phân tích là do đảng này, do chính quyền này, rồi ông này làm tham ô hay là cái gì gì đó đấy, rồi cái tiền tăng hưu này sẽ rơi vào túi ai này, ai là trùm cuối này, rồi vân vân và vân vân đấy. Tôi chúng tôi đã đổ lỗi
cái gì nó cũng quy về cho chính quyền, do đảng, rồi do cơ quan chức năng, rồi do lực lượng thi hành. Tôi chưa bao giờ thấy nó phân tích cái vụ ở Pháp là xem là ai là chùm cuối ở cái vụ biểu tình đó, rồi cái tiền tăng lương hưu đó rồi rơi vào túi ai, chưa thấy bọn nó nói. Nó làm ở bên Mỹ thì nó đóng thuế sập mặt ra, nó không dám kêu, nó không dám hé răng nửa lời. Thế nhưng ở Việt Nam nó cứ kêu người nhà tôi đóng thuế quá trời, thuế đâu, bill đâu. Thử hỏi cái cá nhân mà đóng thuế ở Việt Nam ta được bao nhiêu trên tổng số dân? Có phải như Mỹ là hàng năm cứ phải đến tháng 4 đi khai thuế thí mẹ không? Thế nhưng mà rồi nó vẫn cứ lấp liếm vấn đề này vấn đề kia, hay là an sinh xã hội cũng vậy. Mẹ nó làm, ví dụ như làm 1.000 đô đóng thuế 50%, mất mẹ 500 đô rồi, thì an sinh xã hội nó phải cao chứ, mà đâu phải cao là miễn phí đâu. Có một số quốc gia thì cũng có miễn phí, nhưng miễn phí ở giới hạn ở mức nào thôi, chứ còn lại các anh vẫn phải tiền hết vào đó chứ làm gì có chuyện miễn phí. Chúng ta chia sẻ nhiều với cô chú anh chị ở các nước chúng ta biết rồi. Trong khi ở Việt Nam thì cái thuế thì các ông làm bao nhiêu các ông hớp hết bấy nhiêu, đúng không ạ? Trừ một số cá nhân hoặc là các cái doanh nghiệp lớn thì chúng ta không nói đấy. Còn lại là các hộ gia đình cá nhân nhỏ lẻ thì gần như là các anh làm 10 thì các anh bỏ túi 10, các anh đóng được cái đồng thuế nào đâu. Thế nhưng mà vẫn đòi hỏi là phải như các nước khác thì chúng ta thấy nó có vô lý không? Cái đó cái loại người ta bảo cái loại rồi không làm mà đòi có ăn, chỉ có ăn ấy thôi, làm gì có, chả có quốc gia nào không làm có ăn ấy. Chỉ các quốc gia Mỹ và phương Tây ấy, người ta không làm có ăn nên người ta rảnh quá người ta mới xuống đường, người ta đi hò hét, người ta đi chơi vậy thôi, đúng không ạ? Người ta ra đường người ta đánh nhau với cảnh sát cho nó vui chứ ở nhà nó buồn đấy, chúng ta thấy rất là rõ thôi. Thế nhưng mà hàng ngày hiện nay ấy, là một số thành phần nó vẫn lên, không riêng gì ở nước ngoài, một số cá nhân ở trong nước cũng vậy, người ta đều lấy các cái tiêu chuẩn, các cái giá trị và người ta cho rằng là chỉ có ở các nước phương Tây nó mới là phù hợp, nó mới là đúng đắn. Thì chúng ta thấy rất là rõ, thì cái đây nó cũng là nằm trong cái gọi là cái góc độ của những cái thành phần bên kia thế giới, chúng ta thấy rất là rõ rồi, nó chỉ là công cụ để tuyên truyền cho các cái tổ chức, đúng không ạ, cá nhân nó chống nhà nước Việt Nam thôi. Chứ còn ở trong nước thì một số cá nhân thì chưa ngày nào được sinh sống ở các nước phương Tây cả. Ngày hôm qua anh Việt Nam đã nói rồi đó, nếu như các ông thích hào quang rực rỡ đa đảng thì các ông sang Mỹ sống đi, đúng không, sang đó làm ăn đi, qua đó nếm thử, nếm thử xem là hào quang rực rỡ như thế nào, sau khi qua đó xong rồi thì quay về, đúng không, quay về bắt đầu là khai dân trí. Các ông sang thấy bao nhiêu năm có những ông còn chưa có nhà mà ở, còn đang homeless ra những cái khu rừng đấy, chúng ta thấy mắc lều mắc bạt rồi mắc lên nằm nhìn rất là tội. Mình cũng không phê, em cũng không coi thường hay là ấy, mà em chỉ thấy là thông cảm cho những cái hoàn cảnh đó. Người ta có thể vì lý do này lý do kia người ta mới chơi hoàn cảnh đó thôi, chứ con người chúng ta sinh ra thì không ai mong muốn cái điều đó đấy. Thế nhưng ngay cả nước Mỹ người ta cũng đang còn tình trạng như vậy đấy. Thế thì chúng ta phải hiểu một điều rằng nước Mỹ người ta phát triển bao nhiêu năm, người ta đi cướp của thiên hạ bao nhiêu năm, hiện nay người ta còn đang tạo ra những cái bất ổn ở khắp nơi để người ta làm giàu, mà người ta còn chưa khắc phục được hết tình trạng đó, thì các anh ngồi các anh ra rả để làm cái gì? Những cái vấn đề thực tế xã hội các anh thì các anh không tham gia đóng góp ý kiến, đó là cái mà người ta gọi là phản bội tổ quốc ấy. Một công dân của một quốc gia các anh chưa đóng góp ý kiến, chưa đóng góp xây dựng cho quốc gia mình được một cái góc rẻ thì các anh có đòi đi đóng góp cho một quốc gia khác, nghe nó rất là nực cười. Thế nhưng mà một số cá nhân thì ủng hộ và cho rằng những người đó là đúng đấy, thì cái đó là ta theo em nghĩ nói một câu từ nhận thức có hạn chế, đó là câu từ lịch sự. Còn nếu đúng ra là những thành phần đó là ngu dốt, thiếu kiến thức, không chịu tìm hiểu, bảo thủ, cứ nghe xong rồi khi có người khác người ta chia sẻ thì lại cho rằng chỉ có quan điểm của mình là đúng. Giống kiểu một số thành phần hỏi nghe ai, bảo bên Mỹ thích chửi ai chửi ai, thích ra đường thích tát cảnh sát là tát, là hỏi nghe ai nghe Trương Quốc Huy, thế bảo Trương Quốc Huy nó ra làm đi, đúng không ạ? Thế chúng ta thấy rất là buồn cười. Đó là cái mà hai cái nội dung mà em muốn chia sẻ như vậy. Thì cũng cảm ơn anh Thơ Quang và cô chú anh chị đã cho em đóng góp chia sẻ. Ok Trung, có một cái mình anh cũng thấy mắc cười thế này Trung, họ luôn cái kêu gọi gọi là bài Trung Quốc,
tức là mọi cái vấn đề gì liên quan tới Trung Quốc đó là bài trừ. À, mà mọi người cũng biết, Trung cũng biết rồi, một đất nước, một quốc gia hay bất cứ ai cũng vậy, có muốn phát triển, muốn làm ăn buôn bán á, thì phải có sản xuất, phải có kinh doanh, phải có xuất khẩu, đúng không? Tức là cái dòng hàng á, nó phải luôn luôn nó luân chuyển, đúng không? Thí dụ vậy, xuất hàng qua Mỹ đi, xuất hàng qua phương Tây, châu Âu đi, thì mình phải có nguyên liệu gì đó để mình làm cái hàng đó mình xuất đi. Bây giờ nếu mà bàn Trung Quốc á, bài Trung Quốc, bài Tàu á, là không nhập hàng Trung Quốc, không nhập hàng Tàu nữa, thì lấy cái nguồn nguyên liệu từ đâu ra để sản xuất mà mang đi xuất khẩu, đúng không? Thì họ không đưa ra giải pháp. Ví dụ như ok, trước giờ Việt Nam nè, à, nhập hàng từ Trung Quốc để làm hàng xuất khẩu nè, bây giờ bài ok, bài thì bây giờ Việt Nam nhập ở đâu, nhập quốc gia nào? Cái này mình chưa bàn về giá nha Trung nha, mình chưa bàn về giá cả, nhập từ quốc gia nào, để mình chỉ nói về là đủ cái số lượng nguyên liệu á, đủ số lượng nguyên liệu á để cho Việt Nam sản xuất thôi đó, nhập từ quốc gia nào. Mà nếu mọi người chung với mọi người có hình dung xem, bây giờ nếu mà cái vòng luẩn quẩn Việt Nam thí dụ không có nguyên liệu để sản xuất, không thể thì không xuất hàng đi được, mà không xuất hàng đi được thì cuối cùng là gì? Là không làm ra tiền. Mà không làm ra tiền thì cuối cùng có phải là cái dân đói không? Mà dân đói thì cái hệ quả cuối cùng đó là gì? Có phải làm loạn không? Bần cùng xin đạo tắc mà. Mà dẫn chứng cụ thể nhất bây giờ mọi người thấy là ở bên phương Tây tập thể đó. Đó, cái bài học quá rõ ràng đúng chưa? Cũng là bài Nga, cấm vận Nga tới 6-7 ngàn cái lệnh cấm vận gì đó. Bây giờ cuối cùng người dân châu Âu phải chịu cái cảnh gì? Rất là tức cười ha. À, thì ngược lại á, thì mình cũng rất là, mình cảm thấy có đâu đó cái vấn đề gọi là nó chạnh lòng ở chung. Tức là gì? Vẫn còn một số bộ phận người dân trong nước á, họ không hiểu, họ cứ ai vua, họ á tòng, họ hùa theo. Cái điều đó mới là cái điều mình cảm thấy nó có cái gì đó nó còn lấn cấn ở cái đoạn đó. Thì chung thấy góc độ này thế nào? Thì chúng ta chứ cái này thì thực tế mà nói thì theo cá nhân em nhìn nhận thôi, nó không phải là mang tính chất chuyên sâu gì cả. Thế nhưng em chỉ nhìn nhận theo cái quan điểm, cái cách nhìn cá nhân em là như thế này. Nó không phải riêng cái vụ việc này, hay là cái vụ mà cái vấn đề bài Trung này nó diễn ra rất là lâu rồi, chứ không phải ở mới đây đâu. Thì chúng ta thấy rất là rõ, ngay kể cả ví dụ đơn giản này, cái điện thoại iPhone ấy, thì người ta cũng đặt nhà máy sản xuất ở Trung Quốc mà, đúng không ạ? Thế lý do tại sao người ta đặt ở đó thì có lẽ là để cho các anh ấy tự tìm hiểu, rồi các anh ấy tự có trả lời cho bản thân mình, thì theo em nghĩ là các anh nhớ được lâu hơn, chứ không phải người Mỹ người ta ngu mà người ta đặt ở nhà máy ở Trung Quốc, đúng không ạ? Đó là cái vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai đó là các vấn đề khác ở trong nước thì chúng ta thấy rất là rõ, có một số cá nhân nó như thế này. Có những cái vụ việc ở Việt Nam đó thì người ta đều đưa ra một cái tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn này thì không biết thì các anh lấy cái giá trị nào để các anh so sánh. Thế nhưng mà các anh có những cái phản ứng mà theo em nghĩ là nó là cái mầm mống cho các cái thế lực, các cái cá nhân khác người ta chống phá nhà nước Việt Nam, người ta lợi dụng vào đó để người ta kích động, nhằm cũng để hoàn thành cái mục đích, đúng không? Mục đích của nước Mỹ, các nước phương Tây hay là những cá nhân tổ chức khác, đó là gì? Đó là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và thay đổi một thể chế chính trị ở Việt Nam chúng ta thôi. Chúng ta thấy rất là rõ các cái vụ việc, từ cái việc cháu bé hay là những cái việc này việc kia vân vân và vân vân hết, thì người ta đều là đưa ra những cái quan điểm mà theo em nghĩ là nó xa vời thực tế, và em nghĩ là nó chả đóng góp gì cho quốc gia dân tộc cả. Chúng ta có thể thấy rất là rõ là khi mà Trung Quốc người ta đóng cửa khẩu thì cái hàng nông sản của Việt Nam chúng ta bị tồn ứ ở biên giới rất là nhiều. Các cái xe chở dưa này, chở dứa này, chở dừa này, tùm lum, xoài chôm chôm là bị ứ động, để lâu thì nó hỏng. Đúng rồi. Thiệt hại. Đây là thiệt hại cho người dân, đúng không ạ?
Thế thì nó lên, nó ngay lập tức nó chửi nhà nước, nó chửi tùm la tùm lum hết, nó bảo là đó, cái này cái kia, sao các ông không đứng ra, các ông lo cho người dân, để cho người dân cái này thiệt hại, cái này cái kia. Thế nhưng khi mà chúng ta làm việc, đúng không ạ, qua hai nước, rồi cửa khẩu, giao thương, vân vân, bình trở lại bình thường, thì nó bảo đừng làm ăn với Trung Quốc. Chúng ta thấy rất là kỳ lạ, bọn này nó hiểu tư tưởng, nghĩ gì. Thế nhưng mà đây nó là muốn nói đến là còn một bộ phận cá nhân đó, thì theo em nghĩ là hiện nay đó thì nhà nước người ta cũng chả cấm các anh đi sang các nước khác đâu. Thế nhưng anh nào anh cảm thấy là các anh sang các nước đó các anh học được cái gì hay, cái gì tốt đẹp thì các anh cứ sang đó sống khoảng 5 năm, 10 năm, 20 năm, rồi các anh về các anh chia sẻ là kinh nghiệm, đúng không ạ, chia sẻ kinh nghiệm đó, rồi các anh sang đó rồi các anh từ hai bàn tay trắng, rồi các anh giàu có như thế nào, giàu sang phú quý ra làm sao, con cháu được học hành như thế nào. Vậy thì lúc đó anh nói thì nó mới có giá trị. Thế còn bây giờ bản thân các anh chả đi các nước, chả sinh sống ở các cái nước đó, mà các anh chỉ nghe trên mạng thôi, xong rồi các anh đi các anh tuyên truyền, thế có anh tự biến mình trở thành con rối cho người ta lợi dụng, trong khi đó có nhiều anh chị nó còn có ăn có học hẳn hoi, chứ không phải là những người dân mà chân lấm tay bùn, học hành không đến nơi đến chốn mà thiếu hiểu biết đâu. Thế thì cái đó là cái mà theo em nghĩ là về góc độ nào đó thì dĩ nhiên là cái công tác mà truyền thông đó nó cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nó cần chia sẻ những cái thông tin nó thực tế khách quan để cho những cái người đó người ta có thể tiếp cận được nhiều hơn, người ta nghe được nhiều hơn, người ta đọc được nhiều hơn, người ta nhìn thấy thực tế hơn. Thì đâu đó nó dĩ nhiên là để mà thay đổi một tư duy thì nó rất là khó, thế nhưng để cho người ta có những cái suy nghĩ lại thì theo em nghĩ là nó hợp lý, theo em nghĩ là nó hợp lý hơn. Những cái nhân vật đây, mới đây nhất chúng ta thấy cái nhân vật như kiểu Thái Ba Tân, em nói thẳng luôn, đúng không ạ, là gì, là vừa mới tuyên bố trên Facebook là kể từ ngày hôm nay là tôi sẽ không thế này, không thế nọ, không vân vân cả. Thế nhưng mà vài ngày sau cái là lại đớp được cái gì, cái được cái miếng mồi miếng bả nào, cái là lại nhảy lên, mà chả biết là một người có ăn có học có tuổi như vậy rồi thì anh lấy cái thông tin đâu anh chứng minh được cái nhân vật ở trong cái hình của anh đăng lên đó là cái nhân viên của Vietnam Airlines. Chúng ta thấy rất là buồn cười, thế nhưng lại có những cái người ta vào ủng hộ. Thì ở đây thì chúng ta dĩ nhiên ủng hộ ở đây là có nhiều kiểu ngay. Có những người trước mắt người ta chưa kịp xác minh thông tin người ta đã ủng hộ, thì sau khi người ta xác minh xong người ta sẽ phản ứng ngược lại. Thế nhưng có những người ta lại phải ủng hộ một cách nó mù quáng, nó kiểu cuồng tin, thì cái đó thì cũng khó để mà thay đổi được lắm. Thế thì cái bài học để cho những kẻ cuồng tin này á, thì cần phải nhìn các cái nước như Syria, Libya, đúng không ạ, rồi Iraq, trước đây cũng được Mỹ và các cái thế lực khác người ta cho rằng người Mỹ sẽ mang cái tự do dân chủ nhân quyền đến cho các cái nước đó. Thế thì ngày hôm nay chúng ta thấy như Afghanistan cũng 20 năm, Iraq cũng 20 năm, Syria đây cũng đâu mười mấy 20 năm nay rồi. Đó thì các anh thử tìm lại xem là các cái quốc gia đó người ta đã được tự do dân chủ nhân quyền như Mỹ chưa. Đấy. Thì các anh cứ nhìn vào đó các anh sẽ thấy. Thì các anh sẽ rút ra bài học cho mình. Còn đất nước của mình đang như ngày hôm nay, dĩ nhiên là so với các nước thì cũng không phải là mình nhìn lên thì cũng chả bằng ai, nhìn xuống ít ai bằng mình. Thế đang tèn tèn ngày ngày kiếm sống, đúng không ạ? Ngày ba cữ cà phê, cuộc sống an bình thoải mái, không bom rơi đạn lạc, thì nó có phải là hạnh phúc không, đúng không ạ? Thế thì còn những cái vấn đề gì còn tồn tại với tư cách công dân, chúng ta có thể thu thập, chúng ta có thể kiến nghị, chúng ta có thể gửi đơn, đúng không ạ, để giúp cùng cơ quan chức năng làm dần những cái gì còn tồn tại, ví dụ như tiêu cực, tham ô, tham nhũng, quấy nhiễu nhân dân trong các cái vấn đề, thì chúng ta có những cái thông tin nào nó phù hợp, nó bổ ích, thì chúng ta làm theo trình tự của pháp luật, chúng ta giúp cho cơ quan chức năng tìm ra những con sâu đó, đúng không ạ, thì đất nước chúng ta cũng dần dần phát triển thôi. Chứ bây giờ các anh mong muốn một phát lên mây hay là phải theo Mỹ để Mỹ nó cho tiền, xin thưa không có đâu. Bản thân các anh còn trả ra đường, các anh còn trả cho không ai cái gì, huống chi nước Mỹ người ta cho không tiền Việt Nam
do công sinh sống. Nó không bao giờ có chuyện đó. Thế nên để mà có cuộc sống ấm no hạnh phúc thì ngoài cái sự hy sinh của những thế hệ cha anh đi trước thì còn phải sự nỗ lực của những người còn lại. Các anh muốn kinh tế gia đình của các anh ấy, mà mạnh lên, giàu sang phú quý lên thì cũng phải xuất phát từ bản thân các anh. Còn nhà nước người ta chỉ đóng vai trò là gì? Tạo cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để cho các anh làm ăn. Chứ người ta không thể là người ta đưa tiền cho các anh được. Đến nước Mỹ người ta in tiền, người ta thống trị tiền của thế giới kia, người ta còn trả in tiền cho người dân Mỹ tiêu nữa à? Đúng ạ? Các anh có vay có trả chứ làm gì có chuyện nó in nó cho không đâu. Huống chi là nó mang nó cho không nước khác. Xin thưa các anh là phải có nhìn cho nó đúng là như vậy. Thế thì bản thân chúng ta muốn giàu sang phú quý thì chúng ta cứ phát triển đấy đã. Cứ phải chịu thương, chịu khó, làm ăn, tìm tòi, đúng không ạ? Phát triển rồi tăng gia sản xuất, rồi là thay đổi giống cây trồng hay là áp dụng khoa học kỹ thuật gì đó. Thôi, miễn sao các anh phát triển được. Thế chứ còn để mà nhà nước mà chúng ta lại cơ quan nhà nước nào mà, ở nước nào mà người ta lại đi xuống người ta làm giàu cho nhân dân đâu. Đúng không ạ? Không có đâu. À, như nước Mỹ thì chỉ có nhân dân làm giàu cho nhà nước và một số tài phiệt thôi. Đó là làm đóng thuế còng lưng ra thôi. Chứ còn xin thưa là các anh phải nhớ một điều là trước đây đó, là Bác Hồ cũng đã ra đi tìm đường cứu nước rồi, cũng đã trải qua cuộc sống ở các cái nước đó rồi, thì sau này về đó, thì Bác mới áp dụng cái chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam chúng ta, chứ không phải là tự dưng mà có. Nhưng chúng ta chỉ áp dụng thôi, phù hợp với phong tục tập quán của con người Việt Nam chúng ta, chứ không phải là chúng ta bê nguyên cả một cái mô hình vào. Cái điều này chúng ta thấy rất là rõ trong một thời gian vừa qua đó. Thế nên là nếu mà về góc độ mà muốn phát triển thì theo em nghĩ là xuất phát vẫn cả từ người dân, dân giàu thì nước mới mạnh. Chứ các anh cứ ngồi ngày ngày các anh lên Facebook xong các anh đổ lỗi cho nhà nước là các anh không giàu thì chúng ta thấy nó vô lý. Em chả thấy cái thằng nào bên Mỹ mà nó lên nó đổ lỗi cho nhà nước Mỹ, tại nhà nước Mỹ mà nó không giàu cả. Đấy. Đặc biệt là với cái thành phần ăn bám lên kiếm tiền YouTube chống cộng kiếm cơm như cái bọn Trương Huy, Trần Nhật Phong với này, Son Lê, Rồ Xì Đào, Vũ Xì Đào đấy, rồi tùm lum những cái thành phần ấy, chả thấy đứa nào nó lên nó bảo là tại nước Mỹ mà chúng nó không giàu sang phú quý như Bill Gates cả, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cần phải chia sẻ một cách nó thẳng thắn như vậy. Dĩ nhiên là có những cái chia sẻ thì cái câu từ có thể nó nặng nề một tí, nó nặng nề một tí thôi, đã không nói tục tĩu hay là chúng ta không mang tính chất là đánh giá cá nhân. Thế nhưng mà ở đâu đó thì chúng ta thấy là muốn đạt được cái vấn đề gì đó thì trước hết phải từ nỗ lực của bản thân. Đấy, còn người nhà nước người ta chỉ đóng vai trò là gì? Tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất cho người dân phát triển. Thì chúng ta đòi hỏi theo một cái nó thái quá đó. Như nhiều thành phần ở Việt Nam này, một số thôi chứ không phải là nhiều. Đấy, thì cứ đòi hỏi là tại nhà nước mà tôi nghèo. Chúng ta thấy rất là vô lý, rất là vô lý. Thế thì từ đó thì em cũng chia sẻ thêm một góc độ như vậy. Chứ còn để mà những cái thành phần này mà thay nó thì chỉ có thay đổi được cái tư duy thì chỉ có thay máu thôi. Mà thay máu chưa chắc nó thay đổi. Đúng rồi. Thay cả não. Đúng thay rồi. Thay cả bộ não luôn. Chứ còn nói con người chúng ta ai sinh ra thì cũng thế thôi. Cũng đều có xuất phát điểm là được cha mẹ sinh ra. Nhưng mà có những người sinh ra trong cái điều kiện nó có cái nền đảng trước thì bao giờ nó cũng tốt hơn. Thế nhưng mà muốn đưa được cái sự nghiệp của mình thăng tiến hơn, phát triển hơn, rực rỡ hơn thì phải xuất phát từ cá nhân, chứ không thể ai giúp cho chúng ta được cả. Không ai giúp cho chúng ta có thể mà tự dưng mà ra đời phát cho chúng ta giàu có ngay hay là thế này thế nọ ngay được. Và chúng ta sinh ra thì có cái bộ não để tư duy, đúng không ạ? Để tiếp nhận kiến thức, để phân loại, để mà đối chiếu, để mà so sánh, để mà chắc nối các thông tin để chúng ta lựa chọn những cái vấn đề nào nó phù hợp. Chứ không phải là cha mẹ chúng ta sinh ra là có cái đầu để cho nó đẹp, để cho nó mọc tóc hay là để cho nó đủ bộ phận đâu. Thế nên là cố gắng là thôi thì trong cuộc sống thì không phải ai toàn vẹn. Thế có thể là trong những lúc chúng ta nóng giận thì chúng ta có những phản ứng nó thái quá hoặc nó chưa phù hợp hoặc đi ngược lại thì cũng hy vọng là tìm hiểu cái thông tin cho nó kỹ càng hơn để từ đó chúng ta có được những cái mà nó phù hợp với cá nhân mình. Chứ còn dĩ nhiên mỗi cá nhân thì có cái quyền chúng ta nhìn nhận nó theo một cái chiều hướng khác nhau, không ai giống ai. Thế nhưng mà nhìn làm sao cho nó cũng phải phù hợp và nó vì cái mục tiêu chung nữa. Chứ không phải là các anh
vì bản thân cá nhân các anh mà các anh đạp đổ hay là các anh đánh đổ hết tất cả thì cái đó nó lại trở lại cái thời kỳ 1963 rồi, đúng không ạ? Đó là vì cái tư lợi cá nhân mà các anh sẵn sàng các anh bán đứng, hay là chúng ta đọc cái tháng 3 gãy súng ấy, mới tháng 3 thôi là gãy hết mẹ súng rồi, thì tháng 4 bỏ chạy đúng rồi. Đấy, thì vì cái cá nhân của các anh đánh đổ hết tất cả những cái người được cho cùng chí hướng với các anh cũng sẵn sàng các anh tiêu diệt, các anh sẵn sàng các anh loại bỏ sinh mệnh của người ta để các anh đạt được, thì cái đó nó chỉ dành cho những cái đối tượng đó thôi. Và cái hệ quả ngày hôm nay thì chúng ta thấy rồi đấy, đúng không ạ? Thế là theo quan điểm của em chia sẻ thêm là như vậy. Cảm ơn anh và cô chú anh chị đã nghe. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều. Và qua đây cũng sorry, chắc cái đường link nó có vấn đề và rất nhiều người xem bị chập chờn, và theo quan cũng test thử rồi là nó cứ bị chập chờn xem chút là nó bị rớt, giống như bị cái hiện tượng là rớt sóng và đứng live. Thì thôi theo quan xin phép sẽ dừng cái buổi live tại đây ha, mong mọi người thông cảm và xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ.